khi nào mà em dùng thuốc lắm, nhưng mà cái ngày hôm đó quá mệt. Mệt ơi là mệt luôn, và nghĩ là phải uống thuốc rồi. Thì ông xã em mới đi lục cái tủ ra để lấy thuốc cho em uống. Thì tự nhiên một cái que thử thai đó nó cái bẹt xuống dưới chân. Ngày hôm đó không biết là vì sao mà chồng em được đi ra khỏi nhà mua cho em 20 cái que thử thai. Thử từ ngày đó cho tới cái ngày mà mình đi khám luôn. Đúng là sáng nào cũng 5 giờ sáng lôi đầu em dậy kêu em đi thử đi. Sáng nào cũng 5 giờ sáng lôi đầu em dậy kêu em đi thử đi có thiệt không. Chứ tôi hình dung mà ông bắt thử hết 20 cái que đó trong một ngày thì nước tiểu ở đâu mình thử cho đủ. Sáng nào cũng kêu là vậy thử lại lần nữa thử có không. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục lắng nghe câu chuyện mang bầu sanh con của mẹ Bỉm. Và xin được giới thiệu mẹ Bỉm của chúng ta ngày hôm nay ạ. Chào bạn. Xin chào chị Lan và cô Tonya. Em tên là Quỳnh Anh. Em có một cái bạn nhỏ gần được 2 tuổi và bạn tên là Bánh Mì. Yeah. Bánh Mì. Dạ, bạn tên là Bánh Mì nhúc nhích. Dạ đúng rồi, đó bụng ngang. Bánh Mì thì Lan theo dõi cũng khá là nhiều. Dạ. Và rất là thích cái cách mà bạn xử lý những cái vấn đề của con. Dạ. Đó, thì Lan rất là thích, rất là tò mò. Rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta quay trở lại với câu chuyện 3 năm về trước. Bánh Mì 2 tuổi rồi thì cái thời gian mà mình mang thai là cách đây 3 năm. Ngày đó nó diễn ra như thế nào nè? Thật ra là tại vì trước đó là tụi em cũng thả được 2 năm rồi. Nhưng mà tụi em không có em bé. Cho nên tính là nếu như năm đó mà không có nữa thì mình sẽ đi làm IVF luôn. Đợt đó thì là vô tình là mình lại bị dính dịch đó chị. Vô tình dính dịch là đã vô... lại một cái chặng đường đau thương của chúng ta mà rất là hồn xui đó. Dạ, mình phải tiếp nhận cái sự đó thôi. Mày dễ thương ha. Dạ. Vô tình dính dịch thì vô tình thôi mọi người. Thôi. Thì em bị mắc kẹt ở trên Đà Lạt á, em mắc kẹt ở trên Nhi Linh á, xung quanh không có ai hết, một cái ruộng rẫy chỉ có nhà em ở trong đó thôi, thì mình sẽ phải tự canh tác. Bây giờ tính như trời đãi vậy ta. Dạ đúng rồi. Em có hoảng hồn không? Dạ hoảng thì không biết. Tại vì lúc đó chưa có thực sự lockdown. Mà vẫn được di chuyển, chị đang cho cơ hội để người dân đi về. Mà cũng không có thông báo là lock luôn. Ba mẹ thì đang ở trên đó chơi với nhà anh chị. Thế là tụi em mới kêu là đi lên chơi 3 ngày rồi mình đi về. Thế mình đi lên, thế là lock luôn. Thế là tụi em kẹt ở trên đó. Cho nên là thành ra lúc mà về á, thì là cái ngày hôm đó là có một cái đợt tiêm tiêm vaccine Covid, là cái đợt đầu tiên mở ra. Thì là tụi em là người đi tiêm. Lúc mà tiêm xong có dặn là về mà mệt quá thì uống thuốc, uống hạ sốt. Tại vì sức khỏe của em trước đó rất là khỏe, ít khi nào mà em dùng thuốc lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó quá mệt. Mệt ơi là mệt luôn. Và nghĩ là phải uống thuốc rồi. Thì ông xã em mới đi lục cái tủ ra để lấy thuốc cho em uống. Thì tự nhiên một cái que thử thai đó nó cái bẹt xuống dưới chân. Mà cái que đó tụi em mua rất là lâu rồi. Mua từ cái lúc mà nung nấu ý định là cái năm đầu tiên cưới á, là nung nấu có ý định là có em bé á. Thì là đã mua những cái que đó để sẵn nhà để thử rồi. Thì tới cái còn một cái que đó cuối cùng không biết là nó sót lại hay là chán quá mà không thử mà nó sót lại một que đó. Thế là những cái que nó rớt ra. Thế là mới nghĩ là ồ cái đây mấy hôm cũng có rồi đó, để đi thử. Lúc mà em thử em cũng không nghĩ là em có, tại vì em đợi lâu cũng lâu á mà em không thấy nó lên, chuẩn bị vứt vào thùng rác rồi thì thấy nó mờ mờ. Thì thấy hai vạch nó mờ chị, nhưng mà kiểu mình là mày là có bầu hay chưa. Thế là phải gọi điện thoại chị hai. Ủa cái hồi đó là có bầu là mọi người thử là thử làm sao vậy, là nó lên hai vạch hay là nó lên một vạch mờ mờ hay là nó lên hai vạch mờ luôn. Thế là mới chụp gửi chị hai, xong cái chị hai mới kêu là rồi thôi có bầu rồi đó. Khoan dừng chỗ này đi, để em chị nói em nghe nè. Người ta đã từng mua rất nhiều que thử thai. Dạ. Để người ta thử. Dạ, đúng. Cách đó vài năm thôi. Dạ. Hiểu không? Chứ đây không phải là cái que đầu tiên trong đời. Dạ, hiểu chưa? Hiểu chưa? Nhưng khi người ta thử tới cái que này và nó lên hai vạch mờ, bỗng dưng cái ký ức của mấy chục cái que lần trước, kiến thức là quên luôn. Không biết gì hết. Kiểu giống như là chưa đụng chuyện thì thôi, đụng tới lại tấm chiếu mới hết luôn. Ngộ ghê ha. Dạ. Rồi cái không biết gì tự nhiên lúc đó là cái đây là gì, đây là cái gì, rồi tôi là ai, rồi đây là đâu rồi. Dạ đúng rồi, nó y chang đó, em không biết gì hết. Thế là em phải gọi cho chị hai, xong rồi phải gọi cho chị dâu em là nhưng mà có chắc chắn là nó có bầu hay chưa. Mình cũng nghĩ ở trong đầu ngây thơ là chắc là ở quê này cũ rồi, hết hạn rồi đó. Dạ, mua lâu lắm rồi. Cho nên là cứ nghĩ là vậy. Thế là thôi cuối cùng là ngày hôm đó không biết là vì sao mà chồng em được đi ra khỏi nhà mua cho em 20 cái que thử thai. Trên 20 cái que thử thai chị. Thì tại vì không được đi khám liền. Tại vì lúc đó đi khám là phải xin bệnh viện. Xong rồi có rồi. Này kia thì mới được đi. Thử từ ngày đó cho tới cái ngày mà mình đi khám luôn. Đúng rồi. Là sáng nào cũng 5 giờ sáng lôi đầu em dậy kêu em đi thử đi. Sáng nào cũng 5 giờ sáng lôi đầu em dậy kêu em đi thử đi có thiệt không. Chứ tôi hình dung mà ông bác thử hết 20 cái que đó trong một ngày thì nước tiểu ở đâu mà thử cho đủ. Sáng nào cũng kêu là vậy thử lại lần nữa thử có không. Cái cảm xúc của ảnh khi mà lần đầu tiên thấy cái que thử thai đầu tiên cho tới cái que thử thai thứ 20 nó có thay đổi không em? Thứ 21.
thứ hai à, thứ 21. Dạ, cảm xúc ngày đầu tiên với cái mấy cái ngày sau đó là ngày nào cũng ra hỏi là có thiệt không thôi. Cái ngày đầu tiên em đưa ra là đang ngủ, rồi em mới đưa ra kêu là này là cái gì, này là hai vạch hay, tại vì lúc đó là đang mấy cái tại Covid đó chị. Xong cái kêu là này là cái gì, này là hai vạch, xong kêu này là có bầu rồi đó. Cái ngày hôm sau em thử lại á, lúc mà 5 giờ sáng em thử lại là nó chắc chắn nó lên hai vạch đỏ rồi á. Thì cái ngày đó ổng mới kiểu là có con thiệt rồi hả em, thiệt không, có thiệt không, thì lúc đó mới bắt đầu mới khóc. Cái còn cái ngày hôm trước là ổng không gì hết chị. Cái ngày hôm trước á là kiểu ổng cứ bạn vẫn đang cảm thấy là không tin tưởng mà cái que đó lắm, tại vì cái que đó nó mờ quá đi á. Trước đó là hai vợ chồng hay coi phim, ở nhà coi phim, luyện phim là vậy đó chị, là hay ăn đêm. Nhưng mà em trước giờ không ăn đêm, em kén ăn lắm, em ăn con mèo vậy đó. Trong cái thời gian đó em ăn nhiều lắm, cái em mập lên. Cái tới cái đoạn mà em có tự nhiên cái em phát hiện ra em có thai, cái tự nhiên em ngán ngang à. Cái tự nhiên em ngán ngang chị, em không ăn nữa gì nữa hết luôn. Xong cái tuần sau đó nữa đi khám về cái bắt đầu ói. Vậy chứ cái món nào mà giúp cho em duy trì được cái sức khỏe của mình? Dạ bánh mì. À cho nên dạ, bạn có ấy cái có tên là bánh mì. Dạ đúng rồi. 3 tháng đầu là nghe mùi gì em cũng hả ói, nói chung là khó chịu với cái mùi đồ ăn nhiều lắm. Rồi thế thì với một người trẻ năng động như em, cái quá trình mà mình mang thai như vậy thì mình có tìm hiểu thêm những cái kiến thức ở trên các trang mạng xã hội hay là thai giáo cho con trong cái tình hình dịch đó là như thế nào? 3 cái tháng đầu tiên là 3 cái tháng em ngán á, và nó đang bị Covid á, thì ở nhà á, cho nên là nhiều khi em cũng có đọc đó. Em cũng có đọc sơ sơ á, nhưng mà thiệt lòng mà nói là cái lúc mà em có con á, em lại đang không ready cho cái việc có con. Ừ. Cho nên là cái việc thai giáo của em đối với con á, nó rất là sơ sài. À, thì cũng nói chung là đi về thì nói với con vài câu gì đó thì cũng có chứ không phải là không, nhưng mà nó không phải gọi là mình đặt hết tâm hết sức vào đó để mà là nói là mình đặt hết tất cả những cái này cái kia nó để nuôi con, để chuẩn bị cái hành trang nuôi con, thì là em làm rất là giả dối, nó không đúng như kỳ vọng của em. Dạ đúng rồi, nói chung là nó không có phải là mình mang một cái tâm thế là mình chào mừng con, hứng khởi con để mà mình đi tìm hiểu tất cả mọi thứ để mình làm cái điều đó cho con. Chị hai của em thì là một người nuôi con theo khoa học, cho nên mình cũng nghĩ là có chị rồi, nên mình cũng không có tìm hiểu nhiều để làm cái gì nữa. Cho đến lúc mà em được đi làm lại á, khoảng 4 tháng là em đi làm lại rồi, là từ đó cho tới lúc đi đẻ luôn là em đi làm luôn. Còn tuần nữa đi đẻ thì em ở nhà, là lúc đó mới ăn uống nhiều. 3 tháng đầu thì hời hợt dạ. Về chuyện thai giáo 6 tháng cuối thì đi làm dạ, cũng không có gọi không là có. Cũng không có cái gì dạ, đúng rồi. Liên kết với con nhiều đúng thế rồi. Nhưng khi mà em sanh con em ra thì em lại rất là nhiều kiến thức. Dạ đúng rồi, chính xác. Lúc mà sinh con ra thì nó có quá nhiều vấn đề mà mình cảm thấy là thực ra nếu mà nói là vì con thì cũng không hoàn toàn chính xác. Tức là lúc mà sinh ra rồi thì nó có rất là nhiều vấn đề khiến cho mình stress, và mình cảm thấy mình không có hợp tác được với con, mình cảm thấy rất là nặng nề cái chuyện mà có con. Cho nên là em cảm thấy là em yêu cuộc sống của em yêu bản thân của em không muốn câu chuyện mà mình sẽ bị toxic như thế này, mình không có bị stress như thế này liên tục nữa. Thì em mới bắt đầu đi tìm hiểu thông tin nè, ngày đêm luôn, là em cắm đầu và em luyện con. Thì là em lại được một cái cơ hội nữa là mình có nhiều thời gian để mình đi đọc kiến thức hơn. Mình biết được cái thời gian nào con ngủ thì mình sẽ sắp xếp cái thời gian nó phù hợp, và mình đọc thêm này kia nọ để mình hỗ trợ, để mình giúp cái cuộc sống của mẹ với con nó dễ thở, và gia đình của mình từ đó nó cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều thứ. Cái đoạn mà em mới vừa sinh bánh mì. Yes. Đập tay. Tôi thích cái tư duy này. Trời ơi, bao nhiêu lâu rồi tôi mới gặp được cái tư duy này. Chúng ta không phải vì con dạ. Mà là vì mình. Dạ đúng rồi. Và con được coi là một cái điều kiện tạo cái cảm hứng để các bạn làm điều đó quyết liệt hơn. Tức là ở đây, ok, mình thương con không có sai. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chúng ta không có tiếp cận cái việc là mình học hỏi và mình làm một cái gì đó là tại con tôi mới làm cái điều này, mà không có tại tôi. Dạ, tôi cần được hạnh phúc. Dạ. Tôi cần được hạnh phúc và tôi dạy con tôi để tôi được hưởng thụ, chứ không phải là tôi làm cái điều đó là vì đứa nhỏ. Dạ, tại con mẹ phải làm điều này. Không có mẹ ơi, mẹ làm điều đó là cho mẹ đó. Mẹ làm điều đó để mẹ được chủ động, mẹ được yêu bản thân của mẹ. Và dĩ nhiên rồi, là mẹ làm điều đó là con được tính đến, bởi vì lúc này con là đối tác mà. Dạ. Trời ơi, các mẹ mà tiếp cận ở cái góc nhìn này, tự dưng cái các mẹ cảm thấy là mẹ là người được hưởng thụ chính. Trời, nó xuống lắm. Đúng rồi đó. Cái điều này muốn nói lâu lắm rồi mà không được đúng nói đó, đúng không? Mà hồi đó giờ mình nói mà không có người chứng thực á, thì nhiều khi các mẹ nói là sao. Nhưng mà đây đúng rồi. Dạ, đó. Thật ra đúng là chúng ta cũng khá là không công bằng khi mà chúng ta làm bất cứ điều gì cũng là làm vì con. Tội nghiệp tụi nhỏ lắm. Tại vì tụi nhỏ nó đâu có muốn được sinh ra để mà phải vì tụi nó đâu. Dạ đúng. Rồi, rất là tuyệt vời với chia sẻ này.
Bây giờ chúng ta quay trở lại với hành trình mang thai đi. Sau 3 tháng em hết nghén rồi, bắt đầu cái công việc đi làm của em, thì cái chuyện mà chưa có sẵn sàng của em á, thì cái em bé trong bụng nó có làm cản trở cái sự đam mê công việc của em hay không? Thực ra là tại vì trước khi mà có bánh mì á thì em đã làm công việc đó rồi. Và nói chung là cũng được một cái vị trí nó nhất định rồi, cho nên là cái lúc mà em có bầu bánh mì á thì nó cũng mọi người ở trong công ty thì đương nhiên cũng sẽ hỗ trợ mình, nhưng mà vì cái công việc của em á thường là nó sẽ phải là mình connect với con người, cho nên là cái đoạn đó cái hormone, cái cảm xúc của mình á nó mình sẽ nóng tính hơn cái đoạn mà trước đây. Với cái tâm lý mà nó cũng bất ổn như vậy thì nó có ảnh hưởng đến em bé trong những cái lần mà mình đi khám thai không? Có dấu hiệu gì không? Trộm vía là đi khám thai thì tâm lý lúc đó em không biết nó ở trong đó, nó có đâu nói được với em đâu. Nhưng mà em trộm vía thì là lần nào đi thì bà cũng cười, bà cũng giơ tay, xong rồi bà cũng xoay mặt ra cho mẹ nhìn. Nhưng mà trong cái đoạn em mang thai thì có một cái lần làm em cảm thấy mình sẽ đứng tim luôn tại chỗ. Cái hôm đó là em bị trễ cái lịch khám là bởi vì em về quê. Xong cái lúc mà đi lên khám á, thì là trễ 2 tuần rồi, cho nên là em mới kêu là thôi đợi tới ngày mai thì lâu quá tại vì em sốt ruột. Thì là gần nhà em thì có một cái bệnh viện cũng lớn, thế là chui thẳng qua đó khám luôn. Thì lúc mà đi khám ở bên đó, bác nói với em là bị dây rốn bám mép. Bác nói là cái trường hợp này nguy hiểm, đẻ khó rồi thế này kia, rồi em bé có thể suy tim rồi cái gì đó. Tức là một mớ thông tin ở trong đó, nhưng mà lúc đó thông tin nó chỉ là thông tin tiêu cực thôi. Và em tiếp nhận cái thông tin, em là một con người có một cái tâm lý yếu mà. Những cái thông tin tiêu cực nó nạp hết vào trong người em. Làm khóc bù loa xong rồi em đòi nhập viện, em đòi nằm ở đó luôn để cho người ta theo dõi. Chồng em mới là người kêu em là từ từ bình tĩnh đã, bây giờ phải đi về để đi khám thêm nhiều bác sĩ nữa khác đã, để coi thử là cái trường hợp này nó nặng tới cỡ nào rồi, có phải là như vậy không. Nhiều khi ở đây người ta, tại vì cũng có những cái trường hợp ở đây như vậy mà ở chỗ khác thì không phải như thế. Thì ngày hôm sau em mới quay về cái bệnh viện cũ, bệnh viện quốc tế mà em khám á, thì lần khám đầu tiên với bác đó, sau cuối cùng là bác đó là người đỡ đẻ cho em luôn. Là tại vì trong cái lúc mà em khám ở đó, bác kêu là bình tĩnh, không có chuyện gì hết. Bác an ủi em, bác kêu là cái này đúng là nó có khó khăn nhưng mà không sao, không đẻ thường được thôi thì mình đẻ mổ. Thì cái này là suy tim, là sợ trong cái quá trình mà mình sinh nó mình rặn á, mà cái này nó bóc tách á thì em bé sẽ không có truyền đủ oxy á, thì mới là sợ suy tim. Rồi bác cũng nói với em là nếu như mà bị như thế này thì cái đường dinh dưỡng vào con á sẽ khó hơn những cái em bé bình thường, là dây rốn nó bám đúng vị trí thì mình sẽ phải ăn nhiều hơn, phải uống sữa để tới quá trình ăn uống của mình nhiều hơn. Mang bầu xong rồi thì cũng phải đẻ. Dạ. Ngày đi đẻ nó như thế nào nè? Trong cái quá trình mà em có bầu á, em coi TikTok quá trời, xong mọi người ăn gỏi khô bò đu đủ á chị. Em thích, mà trước đó em cũng thích món đó rồi, mà em thèm quá trời thèm luôn. Mà mọi người kêu là ăn cái đó thì sẽ bị chuyển dạ sớm. Em đâu dám ăn đâu. Tất cả mọi thứ em đều có thử một chút, nhưng mà riêng cái món đó là em không đụng. Cho tới cái ngày mà em đi đẻ, là hôm đó là em mổ, cho nên là em đã có sẵn cái ngày dự sinh là 4 giờ sáng em đó sẽ nhập viện rồi. Cho nên là cái tối hôm đó trước khi mẹ đi đẻ, em đã đóng hết vali rồi. Lúc 4 giờ chiều em nói chị hai, mua cho em 3 phần gỏi khô bò để sẵn nó đi. 3 phần? Dạ đúng rồi. Ăn cho đã thèm, ta nhịn mà. Nhịn chị. Em thèm quá trời thèm. Nhưng mà 3 phần đó là chị hai chồng với mình. Dạ không, là... không, một mình em, còn mấy người kia là mỗi người một phần. Xong cái tối em đi tắm ra là khoảng 11 giờ rồi. Bé em ở trong nhà là nó soạn sẵn ra để một cái oa đó trước cái phòng khách rồi. Nó kêu nè ăn đi. Thì mình ăn, ăn ngon quá trời là ngon luôn. Thì mình nghĩ là giờ mà có vỡ ối đi chăng nữa thì 4 giờ sáng là cũng đi rồi. Nhưng mà không lẽ thiệt. Thế là em ăn xong là 11:30. Xong đi vào nằm thì ông xã em ngủ trước. Em vẫn còn nằm trên TikTok coi cái này kia nọ. Xong rồi tới cái lúc mà mệt rồi á là em nhớ chính xác là 12:20 em tắt điện thoại em đi ngủ. Thì em nằm một xíu rồi cũng gần ngủ rồi đó, nhưng vẫn còn thức mê man thôi. Xong mới thấy cái gì nó ấm ở dưới chị. Mày nói đó. Chưa, lúc đó chị biết em nghĩ gì không? Em nghĩ là chắc là cái dịch huyết trắng của mình nó ra thôi. Tại vì em bị huyết trắng nhiều. Cái đoạn mà em có bầu có nhiều khi là nó mà em phải thay chục cái quần. Là tại vì nó ra rất là nhiều. Xong nằm xíu nữa kia thôi, nằm xíu nữa nó hết. Cái mình nằm thêm 5 phút nữa sao vẫn thấy nó không hết vậy ta. Thấy nó vẫn cứ rỉ ra thôi chị, chứ không tòa ra. Một hồi sau cái em mới kêu là thôi dậy. Em mới động ông xã là dậy. Thì ông xã lúc mà em giật mình dậy á, là kêu ủa tới giờ đi luôn rồi hả em, sao nhanh vậy. Sao nhanh vậy, em mới thấy nằm có một xíu mà không biết chuyện gì hết. Hay là em mới kêu là đi qua kêu chị Nhi đi gọi bác Văn luôn đi. Ông cầm cái điện thoại, ông lướt lên lướt xuống, lướt lên lướt xuống chắc 5 vòng luôn á chị. Em kêu là bác Văn ngay trên đầu á, không cần phải lướt đâu. Thế là ông bấm vô mà ông cũng không biết là ông phải gọi cho bác Văn, ông nói gì hết chị. Ông kêu là alo, xong cái ông đứng luôn. Alo, alo bác ơi,
thôi, không biết là mình phải nói cái gì nữa hết. Xong rồi em mới kêu là em vỡ ối rồi, bây giờ làm sao? Thì bác mới kêu là bây giờ đi bệnh viện cấp khoa cấp cứu nằm đi. À, vỡ ối thì cứ từ từ, tại vì cũng chưa có phải là đẻ liền đâu. Thế là sau khi mà chị hai qua xong thì xách nhau đi bệnh viện, thì trong cái lúc mà trên đường ấy hồi hộp kinh khủng, em chỉ sợ là coi nào nó tọt ra trên xe này, ông trời, tới không kịp. Mặc dù mình đã đọc rồi nhưng mà mình vẫn có những cái trường hợp người ta đẻ rớt ở trên taxi ấy chị, nên sợ ơi là sợ. Chị mong cho tới bệnh viện ngay lập tức. Lúc mà tới bệnh viện cái là khỏe rồi, bây giờ muốn làm gì đó thì làm đi. Thì là tới cái đoạn đó thì em mới thoải mái cái tâm lý. 9 giờ sáng hôm sau thì gặp bác sĩ Văn của em để mổ. Rồi từ lúc mà vô bệnh viện cho tới lúc 9 giờ sáng là nó cũng cả một cái hành trình rất là dài. Dạ. Và lúc đó thì dịch cũng mới chớm hết. Dạ đúng rồi. Thì tụi em có phải trải qua nhiều những cái thủ tục về xét nghiệm, rồi ông xã em có được vào phòng cùng với em hay không? Tụi em chọn xin ở cái bệnh viện đó là tại vì em qua review em thấy ok. Cái lúc mà đăng ký phòng xin á thì là em đã đăng ký luôn là dịch vụ là mình sẽ có người nhà đi vào đẻ cùng. Xong rồi tới cái lúc mà em sắp đi đẻ ngày em trước thì mình sẽ phải xét nghiệm mà đó chị. Thì em nhớ không lầm là cái lúc đó là trên 37 hay dưới 37 gì đó thì được gọi là hết, hay là khoảng sấp xỉ 37 thì là không có lây nhiễm nữa rồi. Em nhớ chắc em khoảng 372 hay là 37 gì đó, nhưng mà đại khái nó chỉ còn một xíu nữa thôi là nó thành cái số mà mình sẽ không cần phải ăn. Dạ. Thế là coi như em bị tăng chi phí thêm, là tại vì đội ngũ bác sĩ cũng sẽ phải mặc đồ bảo hộ nè, chồng em không vô được luôn. Gian truân quá ha. Dạ cũng... Thế thì cái lúc mà mình đẻ mình có gian truân không? Cái lúc mà mọi người đi vô, mọi người mặc cái bộ đồ bảo hộ chị, thì mình thấy mình rén rén rồi, mình bắt đầu mình cảm thấy là mình đổi cảm xúc rồi đó. Hay là tới cái lúc mình nằm lên, chuyển mình qua cái băng cai để mình đi á, mà đây có mình rồi chị, mà cứ nằm nhìn lên trần vậy, xong rồi cứ đi qua mấy cái đèn á chị. Xong rồi mình trí tưởng tượng phong phú mà mình nghĩ giống mấy cái phim mà lên vô bật đèn tắt đèn giống mấy cái phòng phẫu thuật đó. Trời ơi em sợ quá trời sợ. Xong rồi tới cái lúc mà vô trong phòng phẫu thuật thì cũng có một cái chuyện, tức là em bị tim tê cuộc sống. Thì giống như người bình thường thì ngồi vậy là tim được rồi, hoặc là nằm nghiêng là tim được rồi. Cái lúc mà nằm nghiêng á, mọi người thử không tim được. Tới cái lúc mà em ngồi á, đâm vô một nhát rồi chị, nhưng mà vẫn không tim được. Xong cuối cùng á, hai bác sĩ đứng ở trên này chị, xong bác sĩ đè xuống như thế này, cắm ý là mặt em nó muốn sát luôn cái chân em luôn á, thì mới chích được cái mũi tê này vào đúng cái vị trí. Xong rồi tới cái lúc mà nằm xuống á, là em mắc ói. Em mắc ói, nhưng mà vì bác mà em buồn ngủ, em díp mắt buồn ngủ, em mê man lắm, nhưng mà bác sĩ dặn em là không được ngủ, phải thức. Xong em cứ ráng em ríu mở hai con mắt ra để mình không có ngủ. Nhưng mà lúc đó là em thiệt sự là muốn ói lắm rồi, cái lúc mà lên tới cổ lắm luôn á. Thì bác sĩ ở dưới xong chúc mừng gia đình con trai nha. Em kêu ủa sao con trai, sao kêu bác sĩ à, lộn, xin lỗi con gái. Test coi từng thời còn tỉnh không á. Dạ. À, lộn con gái, mà tại vì ông xã với em là rất là mong con gái. Cái lúc mà em đi siêu âm lần đầu mà biết là con gái chị, khóc luôn. Ông xã em khóc. Xong rồi lần nào đi xe ôm ra cũng hỏi em đúng một câu thôi, đó là con gái thiệt không mẹ, vẫn còn con gái đúng không? Vẫn còn con gái. Câu này là sao? Còn con gái. Cái cảm giác của em khi mà mình nhìn thấy con của mình lần đầu tiên bằng da bằng thịt nè, 9 tháng ở trong bụng mình coi như là mình cũng gần như là mình không tương tác với con nhiều, mình không có dành cho con nhiều. Đến khi mà mình nhìn thấy con ở thực tế nè, thì mình như thế nào? Cái lúc mà em đẻ con ra đó thì chỉ có một thứ em vui thôi, đó là em thấy nó tròn trịa. Tức là em nhìn thấy nó không như những gì em tưởng tượng. Tại vì em sinh bánh mì là có 2,5 kg thôi, thì là bác sĩ bảo là rất nhỏ. Cho nên là cái lúc mà em lên mạng em search coi mấy em bé nhỏ 2,5 kg là nó ốm, nó nhăn, xong rồi nó tím chị. Cho nên trong đầu em hình dung là con em vậy, rồi mắt to vậy nè chị. Cho nên là lúc mà xong đó là em chỉ hỏi bác sĩ một câu là tay chân có lành lặn không. Cái thứ hai là em thấy nó không như em tưởng tượng. Nó phúng phính, nó tròn hồng như thế này á. Bà hỏi ok, khúc này nhắm mắt ngủ được rồi. Lúc đó em mệt quá rồi. Lúc mà em đưa bạn bánh mì về nhà là có rất nhiều người muốn hỗ trợ, ví dụ như bà nội. Rồi chị hai luôn sẵn sàng thay mẹ em để chăm em rồi. Nhưng mà chắc do cái nết em nó cũng kỳ, cho nên lúc đó em không có chịu cho bà nội chăm sóc. Thứ nhất là tại vì em hiểu rõ ràng là mình và bà đã khoảng cách thế hệ khác nhau, và tư duy về chuyện nuôi con nó cũng khác nhau. Em đã xác định là con em sẽ phải nuôi theo khoa học rồi, cho nên là em cũng nói sẵn với việc á, với ông xã là mình sẽ tự nuôi con của mình. Có thể tháng đầu tiên á là mình sẽ cần phải sự giúp đỡ, thì cũng như bình thường thôi, nhà ngoại. Rồi cái chuyện tắc sữa là một cái nỗi ám ảnh rất kinh hoàng với em vậy. Lúc em đẻ bánh mì xong, ngực em tăng lên tới từ 74 lên 101.
Thì cái ngay những cái ngày đầu tiên mà ở bệnh viện á là em đã có sữa rồi, mà nó bị căng lên và em hút sữa chị không hút được, mà miệng nó không chịu ti em. Và hút sữa thì cái ngực nó quá bự đi, nó không có vừa cái phễu chị. Hôm 12 giờ đêm chồng em phải lực tung hết tất cả các shop, kêu năn nỉ chị ơi ship dùm em có cái phễu đó. Thiệt sự cũng may chị đó cũng thương mẹ, chắc là cũng mẹ bỉm nên thương á, chị mở cửa ship qua cho em hai cặp. Thì tối hôm đó em mới ra sữa thì em mới đỡ. Chứ không hơn là tối hôm đó em đã sốt lên 30+ độ rồi, là bởi vì cương sữa rồi. Nhưng mà cái chuyện hút sữa nó kinh khủng với em là em bị tắc liên tục vậy. Cứ trung bình một ngày, tức là ví dụ hết một ngày đó là quan hệ em sẽ tắt. Dù em làm nhiều cách, em uống nước mát, em làm đủ thứ trò hết, em massage. Thời điểm đó không phải là vì mình stress vì con nha, mình stress vì sữa trước. Sau cái một tháng đầu tiên em ở với chị hai em á, thì sau đó là em đi về Buôn Ma Thuột để ở với chị hai ở quê. Ngày nào em phải gọi người tới thông tia luôn. Tới cái nỗi mà phải thông bằng cái kim á chị. Phải chọc bằng cái kim rồi soi đèn. Rồi tới cuối cùng là em bị áp xe. Áp xe cả hai bên. Cái thời điểm mà em bị tắc sữa đó em ghét bánh mì lắm. Em chỉ muốn quắn tôi một lát thôi. Tại vì là mà tất bạn mẹ hơi hay có lỗi với bánh mì. Thì bánh mì nó không ngủ, nó khóc miếng à chị. Em vừa mới dỗ nó ngủ được một cái là quay qua tới giờ hút sữa. Hút xong là bả dậy rồi. Nói chung là chị hai thì cũng nói là thôi ngủ đi rồi để đó chị bế nó cho, rồi thế này thế kia chị dỗ cho. Nhưng mà thật ra là nó nằm ngay đó, nó khóc thôi là mình nghe. Nó chỉ cần nó đỡ mình thôi là em đã dậy rồi. Thành ra cái việc mà em thiếu ngủ á, nó ảnh hưởng tới cái chuyện mà cái hormone toxic, những cái hormone của mình là mình tiêu cực đi. Sau cái đợt đó thì vô Sài Gòn, thế là chị em kêu là ở luôn trong đó một tuần đi, cách xa bánh mì ra. Thế là em ở trong này một tuần, đi chơi này kia, đi nước mà đi dạo ở trong thành phố này kia, đi với chồng với em nhiều hơn á. Thì bắt đầu đúng là mình sẽ phải suy nghĩ lại về cái những cái gì mà mình đã làm. Thế là tụi em quyết định là cắt sữa. Chắc cũng cả tháng sau đó thì em mới quyết định là em sẽ cắt sữa mẹ của bánh mì á. Chứ em vẫn cảm thấy là có mỗi chuyện em không làm được. Thì đúng là cái lúc mà em cắt sữa xong á thì em có cái thời gian em luyện được bánh mì đi ngủ nè. Tức là lúc cắt sữa xong mà mình không có bị mệt không người nữa, mình ngủ đủ. Thì bắt đầu mình mới đi tìm hiểu, mình mới tranh thủ, mình học cái này cái kia. Tức là mình không có bị áp lực về tâm lý, về trí não mình nữa. Nhưng mà cái giai đoạn mà em luyện cho con, em rèn cho con thì nó sẽ có những cái xung đột với con. Là dạ. Bởi vì con nó sẽ không hợp tác ngay từ lúc đầu, con nó dạ, sẽ khóc. Thì cái người mà bạn đồng hành với em đó là ông xã của em và cũng là ba của đứa trẻ, dạ, có phản ứng với em về cái việc này hay không? Dạ, được cái ông xã em là một người mà rất hiểu tâm lý vợ và rất tin tưởng em. Nói chung là ngoài kia bao nhiêu bão táp xin dừng lại ngoài cửa để đó anh đỡ, còn lại trong này em muốn làm gì em làm. Tức là nếu mà ông bà nội có phản đối, kể cả tới cái sau này á, cái lúc đó thì ông bà nội không có gặp bánh mì, cho tới sau này 6 tháng á, lúc mà ông bà nội gặp á, mà có nói gì hay là góp ý gì về tất cả câu chuyện nuôi con của em á, ông xã sẽ nói là việc nuôi con là việc của tụi con, luôn luôn bảo vệ em trước mọi thứ, ai nói gì nói mặc kệ, chỉ cần là em muốn làm gì, miễn sao em biết được em đang làm gì thì là cứ làm. Cái thời điểm đó là chồng em là người đồng hành cùng với em là tới giờ luôn chị, tới giờ luôn. Thì giờ chị nghĩ là quan trọng là cái người lựa chọn á, tức là cái người mẹ đó muốn lựa chọn cái gì, và khi họ chọn rồi á thì họ là cái người theo. Dạ. Vậy thì khi người trong cuộc các bạn muốn quyết định, muốn người khác ủng hộ các bạn và các bạn tự tin quyết định, các bạn phải có kiến thức đúng. Và mình rất là ủng hộ một cái quan điểm như thế này: đúng sai tính sau, nhưng mà chúng ta phải biết ai là đương sự chính trong từng câu chuyện. Mình rất là ủng hộ cái việc dám chịu trách nhiệm của các bạn trẻ. Đúng là con của ai người đó phải là chịu trách nhiệm chính. Mình không có loại trừ tình yêu thương của ông bà dành cho các cháu, nhưng mà phải hiểu rằng là trước ông bà phải là cha mẹ của đứa trẻ. Bây giờ thì tới cái chuyên mục là mẹ bỉm nhắn gửi. Em có lời nhắn gửi nào với ai không? Hay là xin xỏ thêm đứa nữa đi? Dạ, xin xỏ thêm đứa nữa là chồng em đặt tên sẵn rồi đó chị. Có luôn rồi hả? Dạ, đặt tên tủ lạnh. Lý do? Dạ, đi mua tủ lạnh mà thấy cái tủ lạnh nó đắt tiền quá, mà thích cái tủ lạnh đó cho nên quyết tâm là về đặt tên tủ lạnh. Em chỉ muốn nhắn gửi một lời duy nhất thôi, đó là cái sự đồng hành và giúp mẹ bỉm mà tốt nhất đó là của ông xã. Vậy thôi. Nên là hy vọng là các ông bố sẽ đồng hành với các mẹ. Một lời gửi rất là ngắn gọn và xúc tích đến với ông xã của mình. Thì ông xã của em cũng có một lời nhắn gửi đến cho em. Em à, nhân dịp có chương trình này, anh cũng gửi lời chân thành cảm ơn em vì những gì em đã hy sinh suốt 2 năm vừa qua cho gia đình của chúng mình. Anh biết em còn rất trẻ, cái độ tuổi của em là độ tuổi đẹp nhất.
từ công việc tới thời gian chỉ để chăm sóc cho cái gia đình của chúng mình. Con lớn lên từng ngày và anh cảm nhận được những gì em dành cho con, những gì tốt nhất. Anh luôn luôn tôn trọng và đồng hành những gì em đã lựa chọn, và anh sẽ luôn bên em và hỗ trợ em hết mình. Cảm xúc ra sao nè? Dạ không có gì để nói hết. Tại vì ông xã em luôn ngọt ngào vậy. Em chính xác là công chúa của anh luôn. Cảm ơn em bởi vì câu chuyện của em mang đến cho chương trình, cho khán giả quan trọng đó. Nhưng chị không biết chị có chủ quan hay không. Thực ra là vừa là đã từng làm việc chung, vừa là cũng có theo dõi thường xuyên trên các trang mạng xã hội, thì ở Thanh á thì chị lại có một cái suy nghĩ khác đó Lan. Nó nhiều khi tức là trong chuyên môn nó sẽ có một cái chứng rối loạn tâm lý mà tụi chị ngày nay thì mọi người hay biết đến nó bằng một cái cụm từ, đó là trầm cảm cười. Trầm cảm cười, đúng rồi. Trời ơi. Và đang bật chế độ nghiêm túc nha. Em nghĩ cái tên nó mắc cười chị, giống hạt dễ cười đó. Không, đó là trầm cảm cười. Và thực sự cứ nghĩ tới trầm cảm cười chị hay mít nó với Thanh Trần. À, đó là cái diễn biến này nè. Bây giờ bữa nay mình nghiêm túc, lâu lâu mình nghiêm túc trong cuộc đời mình chút đi. Đó là cái dạng thực ra mình có mỏi mệt với cuộc sống, mình cũng có cảm thấy cô đơn, mình cũng cảm thấy rất là áp lực. Nhưng cái trưng trổ hình ảnh của mình ra bên ngoài nó không phải là cái sự ủ dột như cái kiểu trầm cảm mà chúng ta vẫn hay biết từ trước đến giờ. Và cái thứ hai là bản thân cái người bị trầm cảm cười không phải là họ cố cười đâu nha, mà nó nguy hiểm ở chỗ này nè. Ví dụ như sáng thức dậy em có mệt, em có nhìn thấy những áp lực về kinh tế, em nhìn thấy những cái gánh nặng mà mình phải mang, nhưng tự nhiên em nhìn qua con em chẳng hạn, cái em thấy niềm vui của mình đây nè, rồi em vô em đánh răng em rửa mặt, cái em cũng cảm thấy là mình có tiếp thêm được một chút năng lượng. Mình nghe điện thoại, mình nhìn lịch làm việc ngày hôm nay, cái mình cảm thấy mình có công việc rồi nè, cái tự dưng em có năng lượng nha. Em lúc đó em có năng lượng, em tưởng đó là em đang tự chữa lành cho mình. Cũng là có, nhưng vấn đề là vậy nè, cái câu chuyện nó không có được bền vững. Nó không phải là một cái năng lượng mang tính bền vững để mình luôn duy trì được rằng là mình có mục tiêu sống nè, mình có công việc nè, mà nó sẽ ngay lập tức bị cạn kiệt khi em rời khỏi những cái điều đó. Rồi khi em chạm vô em lại được xốc vác cái năng lượng của em lên, và nó liên tục như vậy. Nó cũng là một dạng khó khăn về tâm lý. Và điều này đến một lúc nào đó nếu như nó vượt khỏi cái khả năng chịu đựng của chúng ta, thì thông thường á, những cái người mà bị trầm cảm cười họ có thể lựa chọn những cái diễn biến nó rất là tệ. Có thể là đôi khi có những cái việc mà họ quyết định dừng lại mọi thứ, và những người xung quanh thường sẽ rất ngạc nhiên với những cái ca này. Và đó là lúc mà mọi người hay nói với nhau, ủa ta thấy nó bình thường, nó vui vẻ lắm, nó còn có kế hoạch nữa, nó còn định làm, định cái này định cái kia, mà sao bây giờ nó như vậy, không ai hiểu hết. Nhưng mà thật ra chỉ có cái người đó họ mới như vậy thôi. Thì chị cũng không biết là có thể do chị quá nhạy cảm hay không, nhưng mỗi lần mà nghĩ tới trầm cảm cười cái chị hay nghĩ tới con bé này. Dạ. Thì thực ra bây giờ em tự đánh giá lại vấn đề của mình đi. Theo em có mệt không? Thấy là thật ra từ đó giờ em làm cái người mà trụ cột chính trong gia đình, thì em nghĩ là mình không được phép nghỉ ngơi. Em nghĩ là mình lúc nào cũng phải mạnh mẽ để mà mình đương đầu, để mình còn có thể lo cho gia đình. Cho nên những lúc mà em cảm thấy mệt mỏi, em nhìn lại em thấy ủa giờ mình có con mình cũng may mắn hơn nhiều người. Nhiều người ta muốn có con mà không có, mình có con thôi mình cũng phải cảm thấy mình may mắn. Rồi xong mà em nghĩ là trời sao giờ hơi vừa có bầu vừa phải làm mệt người ta. Không, mình có công việc làm là mình mừng hơn người ta rồi. Xong rồi em cứ tự sốc dậy tinh thần của mình giống liên như tục, vậy. Liên tục giống như vậy. Xong rồi nhiều lúc cũng thấy áp lực, tại sao mình không nghĩ ra được cái kịch bản nào, hay là do mình có bầu xong rồi nó thay đổi nội tiết của mình hay sao mà giờ đó mình không nghĩ ra được gì hết. Xong rồi hồi ráng thôi. Bây giờ mà mình buồn nữa cũng không được. Mình phải cố gắng thiệt là vui, mình vui riết nó sẽ thành cái thói quen rồi, xong rồi mình còn phải lo cho gia đình mình nữa. Chứ không thể nào mà mình gục ngã lúc này được. Xong rồi từ lúc đó em giống như là trở thành liên cứ phải hơn. Tăng động liên tục, đúng rồi. Lời khuyên của em đó. Vậy thì lời khuyên cho Thanh nè. Em được buồn nha, em được khóc nha, em được một vài ngày mà em xả, công bố với mọi người về một Thanh Trần rất khác, rất mệt đó. Em cần có những cái lúc như vậy. Ok. Rồi tiếp, đi đẻ. Bà này bà đi đẻ lần nào cũng rộn ràng hết. Cái đứa đầu em đi đẻ thì em nghĩ rằng là sẽ có những cái review đi đẻ ở trên mạng, và em lên em search review đi đẻ, nhưng không ai review hết. Và em quyết định em sẽ là người đầu tiên review cái chuyện này. Đó, xong rồi cái bữa mà đi đẻ, không trước đó đi lúc mà siêu âm mà ra gái con trai đi, em kể một khúc đó nữa đi. Là lúc đó em đi siêu âm là bác sĩ nói là bé này là con trai nha, mà biết tính mẹ em là thích con trai. Em sẽ giờ em giả bộ em nói đẻ con gái. Em giờ em nói mẹ ơi, bé gái nha. Xong rồi vậy hả, lo dưỡng thai đi. Trời đất ơi, làm gì hờ hững dữ vậy trời, để con trai nha mẹ. Xong mẹ quăng cái chỗ chỗ thiệt hả, nhà vô chỗ thiệt hả, lòng người nó lồ lồ vậy. Tại vì mẹ muốn đẻ con trai lắm, mà cuối cùng đẻ ra hai đứa con gái là em với em gái em. Xong rồi hả, giờ mới biết đẻ con trai, trời ơi, mừng ơi là mừng luôn, đi khoe hết
nó trời ơi nó đẻ con trai đã quá trời đã xong rồi nó cũng nghĩ là đẻ con trai đầu lòng nó cũng tốt đó. Xong rồi tới bữa mà đi đẻ là em đẻ mổ mà hai vợ chồng tới cái ngày mà trước khi đi đẻ là cũng dắt nhau vô bệnh viện mà nhìn hai đứa y chang như là cái đôi sinh viên lầm lỡ chị đôi sinh viên lầm lỡ bây giờ trốn cha trốn mẹ đi đẻ vậy đó. Trời ơi, tao nói nhỏ vô mà. Ai tại sao mình không đi? Nhìn nó non dữ ta. Tại sao mình không đi với một cái gương mặt ngời ngời khí thế đồ lên? Ủa, nhìn em giống lùi lủi vậy đó chị. Ủa, trời ơi. Xong thấy ai trẻ măng giống mình, trời chắc mình cũng là đứa trẻ măng. Đã vậy vừa đi vừa còn ngó nghiêng theo kiểu có ai phát hiện ra mình không đồ. Trời ơi, quá trời luôn. Thì tới cái bữa sau lúc mà vô trong bàn đẻ thì bác sĩ có gây tê tủy sống cho em. Mà lúc sau tự nhiên lúc mà đập bụng em thấy hơi đau. Càng em thấy càng đau hơn nữa. Bác sĩ ơi sao đau quá vậy? Chứ thôi sao đau quá vậy? Bác sĩ nói đau hả? Đau lắm. Xong cái cuối cùng em bị gây mê luôn chị. Rồi em không biết cái quá trình đẻ nó như thế nào luôn. Cái lắc hồi xong em mở mắt ra em thấy bên phòng khác em nói chết rồi đẻ chưa? Em để tao lên bụng thấy sẹp à đẻ rồi. Rồi không quan tâm tới con mình đâu luôn. Ủa rồi xong cái thằng đẻ rồi. Ủa con đâu? Rồi con mình đâu? Ủa chị con em đâu chị? À bé bị vàng da nên đi chiếu đèn rồi. Xong nói trời ơi bé bị vàng da. Thế là em phải cách xa con trong khoảng cỡ 5 ngày để bé đi chiếu đèn. Và sau đó em còn biết thêm một tin nữa là đi chích cái máu ở gót chân á là con của em nó bị thiếu men G6PD. Thì em lên em sợ thì mới biết rằng là cái bệnh này là cái bệnh mà dễ bị tan máu nếu mà sử dụng những cái loại như là đậu hạt cái gì đậu fava nè, đậu nành, rồi blueberry, rượu vang những cái đó là sẽ khiến cho bé bị tan máu. Và có cái trang kia nó ác lắm chị, nó kêu là hả nó sử dụng nhiều có thể gây tử vong. Trời ơi em khóc quá trời khóc, em khóc điên, khóc dại, khóc khùng nó trời ơi chết rồi bây giờ làm sao đây, cuộc đời của nó không bao giờ mà được đụng tới mấy cái này làm sao mà được bây giờ. Rồi trời ơi xong cái em nghĩ là chắc là nghiệp của em. Em nghĩ đó là nghiệp của em. Xong nó chết rồi, trước đây mình đã làm cái gì sai nè nên bây giờ nó mới xảy ra tới con của mình. Miệng hổn nhưng mà sợ nghiệp quả đó. Có mấy đứa nó sống kỳ cục ghê lắm. Xong nói trời ơi, lúc đó em suy sụp kinh khủng luôn mà. Xong còn thêm một cái nữa là con em nó có một cái bớt ở ngay cái miệng. Mà em nói trời ơi, vậy là mình khẩu nghiệp lắm hay sao bây giờ con của mình nó bị cái bớt ở ngay miệng. Trời ơi, quá sợ quá trời đất ơi. Ôi ông trời ơi, sợ quá. Xong rồi em đi tùm lum chùa hết trơn. Em nói cầu xin cho con của em nó bị đỡ cái bệnh này lại một chút. Xong rồi cái em gặp bác sĩ nói là cái bệnh này nó sẽ theo suốt đời nhưng mà cũng không có sao, đừng có lo lắng quá, thì khi nào dùng cái lượng quá lớn thôi thì nó mới hơi ảnh hưởng, không sao đâu, cũng trấn an em này nọ. Xong nó không, từ giờ mình sẽ tu tâm dưỡng tấn, mình sẽ không tạo ra một bất cứ cái nghiệp nhưng nào mà chị hỏi thiệt là cái lúc mà em khóc em đau buồn vì nghiệp của mình ảnh hưởng đến con mình như vậy là em khóc có nghiêm túc không? Em khóc thiệt chị, không Lan ơi, cái mặt em hỏi bây giờ rất là không nghiêm túc. Buồn lắm, em không hình dung lắm được hình ảnh đó. Nó nghiêm túc thì thế sao Khánh, không? Trong giai đoạn đó Khánh như thế nào? Dạ, Khánh thì kêu là có gì đâu em, thì giờ bệnh như vậy thì mình kỹ cho con thôi. Ví dụ con đi học thì mình nói với cô giáo, rồi mình nói với nó xong này thấy cái món mà hơi sữa đậu nành rồi hả nước tương là con đừng ăn nha con, thì mình lạc quan lên em có gì đâu mà sao em buồn dữ vậy. Rồi ví dụ cái bớt của nó đi mai mốt nó lớn anh mình hỏi ý nó muốn xóa không muốn xóa thì mình vẫn đi xóa, có gì đâu buồn dữ vậy trời. Em suy nghĩ thôi cũng được. Tính ra chồng mình nó cũng lạc quan. Thôi, cũng có giá trị lắm. Cũng có giá trị vào những lúc này. Thôi kệ. Thôi cũng nên bớt bớt buồn phiền lại để còn lo cho con nữa. Dạ. Rồi cuối cùng nãy giờ có review đi đẻ chưa? Thì đó, làm đi đẻ lần đầu là vậy đó chị. Là có review không? Rồi có làm review, có không? Làm review không? Có, em có quay clip review hành trình đi đẻ đó chị. Rồi cái lúc mà chụp mê thì ai review, ai quay? Thật ra thì lúc đó là skip qua cái đoạn là tao chụp mê rồi nha. A few minutes later là qua cái đoạn là tự nhiên ủa đẻ chưa? À đẻ rồi. Rồi thế thì cái lúc mà lần đầu tiên thấy con nè, thấy cái vết bớt của con nè, rồi lúc đó tâm lý mình như thế nào? Lần đầu tiên thấy con nó thiệt, nhìn nó xấu quá, người nó dính phân rồi nọ quá trời luôn, nhìn ngửa đen thù lùi, mặt nó nhăn tùm lum lá trơn, chồng em đưa hình em coi, em nói mày lấy trên mạng. Không tin đó là con mình. Không tin đó là con mình. Trời sao nhìn nó kỳ cục dữ trời, thấy bé trên mạng nhìn đẹp gái quá trời, đẹp trai mà sao con mình mặt nhăn nhó này kia. Xong Khánh mới kêu là không tin, ông dắt xuống dưới thăm con, trời đất ơi thương gì đâu, thấy thương, nghĩ nó ở trong bụng mình suốt 9 tháng 10 ngày qua cũng không tới. À, đẻ sớm hơn chút, ý là không nghĩ nó ở trong bụng suốt thời gian qua chị. Em bé như thế nào? Em bé nằm trong lòng. Dạ, em bé trong cái khăn, nhìn em, sống cười. Cái em cũng tâm. Thấy bây giờ mình làm mẹ rồi. Còn trước đây lúc mà có bọn em đang làm chị. Sau đó thì em nghĩ rằng là mình sẽ có trách nhiệm với đứa này. Mà tại sao có trách nhiệm lâu vậy ta? Tới khi nó lớn nó chết luôn. Không, tới khi mình chết luôn mình vẫn còn phải có trách nhiệm với nó. Nghĩ tới hành trình thăm thẳm đó thăm thấy như thế rất nào? Rất dài, dằng dẳng luôn. Em nghĩ rằng là mình cần phải trưởng thành hơn. Không, cái nét cảm động này không ra. Không ra. Không, chỉ biết bỏ đi. Em hay bị che đậy. Bỏ cái nét đó đi, quay lại cái nét bình thường giùm đi. Thì em nghĩ rằng là mình cũng không còn được sống những cái ngày trẻ trâu nữa. Mình phải lo cho con một cuộc sống thật đầy đủ nhất có thể. Tại vì hồi trước đây em nghĩ rằng là mình đẻ ra xong thì ngoài mình lo ra còn có ông bà lo mà lo gì. Xong rồi em nghĩ là không, mình là mẹ nó mình phải lo cho nó
tới giây phút cuối cùng, dù cho có phải làm gì đi chăng nữa, mình vẫn phải cố gắng để đức cho con, cố gắng lo cho con. Và từ lúc đó em ý thức nhiều hơn trong cái việc là mình phải làm từ thiện, tích đức, xong rồi phải giảm bớt những cái chuyện mà em cho rằng đó là tạo nghiệp. Ví dụ chửi chồng. Một phần thôi chị, chồng em là buộc phải chửi rồi, quá vô chi, quá vô chi với chị. Rồi tới đứa thứ hai, đó là sự biến chuyển của em thôi. Biến chuyển của người đàn ông bên cạnh em thì có ý thức được về vai trò làm cha giống như em không? Thật ra lúc đó chồng em á, cảm giác giống như là không có muốn ẵm con em luôn. Ẵm con em xong là trả lại liền, xong rồi đưa cho mẹ chồng em ẵm nè, đưa cho mẹ ruột nè, xong rồi đưa cho vợ, rồi chồng em chỉ có nằm nó dòm vậy thôi. Là xong thí dụ cần mua gì thì kêu chồng em đi mua xong rồi về, chứ không có gọi là chăm sóc vợ như em tưởng tượng. Nên là tác dụng sai dặt buồn đó. Về cái đó không ta? Em thấy nghĩa là chồng em vẫn còn trẻ, em nghĩ rằng là vợ chồng bằng tuổi thì thường người vợ sẽ trưởng thành nhiều hơn. Còn chồng mình thì hả, mình cũng không có bắt là chồng mình phải trưởng thành hơn được. Mẹ chồng em cũng có an ủi là thôi kể đi con, từ từ đi, nó, con mình nó lớn rồi chồng mình nó sẽ lớn theo. Sẽ lớn theo. Xong em cũng nghĩ là thôi kệ, giờ mình cũng may mắn có mẹ chồng, có mẹ ruột lo rồi, chồng mình có lo hay không thì cũng không sao, kệ chồng em giống như là đứng ở phía sau cổ vũ này nọ thôi. Chứ còn chăm sóc con thì theo em thấy là chồng em lúc đó không có chăm gì. Tới bạn thứ hai thì sao? Tới bạn thứ hai thì cũng mừng, tới bạn thứ hai là bé gái. Chồng em rất là thích con gái. Và thế là chăm em ở trong khoảng thời gian ở cử tầm đâu đó 5-10 ngày. Và sau đó là tiếp tục để mẹ chồng chăm em. Nếu các bạn đi đẻ bạn thứ hai thì mình có bị chụp thuốc mê nữa không? Dạ không. Nên là em đổ ở bệnh viện khác. Xong rồi em nói là trước đó là em đã từng bị kháng gây tê rồi. Thì bây giờ em hỏi là bây giờ gây tê bên đây có ok không? Thì bên họ cam kết là được, không sao, sẽ cho chứng kiến nguyên một cuộc sinh nở. Là có muốn đem chồng vô không? Muốn đem chồng cho chồng vô luôn. Xong em cũng kêu với chồng, ê vô vô coi em đẻ đi, có gì đồng hành rồi nọ kia. Xong anh sợ máu lắm em ơi, vô mình em đi ghê lắm. Em nói trời gì ba, trời đất ơi, ủa anh ngồi ngay đầu em mà, chứ phải ngồi ngay đuôi đâu mà sợ. Nhưng mà lẽ không, thôi được rồi, đến vô với em. Xong rồi vô, lúc đó là em thấy là chồng em cũng run nọ. Cái lúc mà lấy em bé ra xong rồi cái chồng nó trời mừng quá em ơi, trời con mình kìa, trời máu ghê quá, trời sao anh muốn khóc mà mình khóc không được á em ơi. Anh muốn khóc mà mình khóc được, nhưng mà anh xúc động lắm á. Đề nghị làm cái lễ thân phong thành trưởng AK, trưởng hoàng cái thái tử gì đó cho chồng em đi nha. Chứ trời anh ơi, muốn khóc lắm mà anh muốn khóc lắm mà xong khóc không được, nhưng mà nói chung anh vui lắm á, anh tự hào với em lắm. Ráng lên em. Vậy đó, xong rồi em cũng công nhận giả trân thiệt luôn á chị. Thiệt không? Không phải giả trân đâu, chắc có thiệt đó. Chắc cũng có, nhưng mà sao không khóc ta? Không phải, tiền kiểu như Khánh nó sợ em không nhìn thấy được cái tình cảm của nó. Cho nên nó phải nói ra là nó muốn khóc lắm, muốn nhưng khóc mà lắm. Là nó sợ quá nên nó không khóc được. Đó. Vậy đó. Wow. Nhưng mà qua đứa thứ hai thì có tắm cho con. Đó, thấy không? Người ta trưởng thành lên mỗi ngày. Là chồng em á, chứ không phải con em nha. Là tắm được mấy lần? Tắm cũng khá là nhiều lần. Và sau đó là an toàn không? Có World Cup, chồng em bỏ em ở nhà đi coi World Cup. Em ở nhà với mẹ em. Xong rồi em nhớ cái tối hôm đó là em gây với mẹ chồng em luôn. Em nói là trời ơi, mẹ con sao chứ, tí giờ con ôm con của con ở đây mà hả, chồng con lại đi coi World Cup vậy, là mẹ thấy vậy sao được, sao tí nó đi chơi được mà con đó được đi chơi đâu, không đi về nhà mẹ con đây. Xong cái mẹ kêu không, con không có đi đâu hết trơn, con ở đây bây giờ chồng con không lo được thì mẹ lo cho con. Nó nói không, con cần mẹ lo cho con, muốn chồng con lo cho con. Xong rồi cái mẹ mới kêu là để mẹ gọi về Khánh đi về liền, để cho vợ ở nhà vậy là sao, đi về liền, lo cho vợ liền. Xong cái chồng cũng về đó. Về mà vui không hay quạo? Đâu có dám quạo. Kiểu em thấy chồng em mới như là hả, phải đợi tới khi mà chuyển phải là căng thì căng mà mới chịu gọi là hả, quay về lo cho vợ. Chứ lúc đó chồng em vẫn còn khá là trẻ con đối với em. Nhưng mà bây giờ tới đứa thứ ba thì nó thay đổi thật sự. Thế thì thay đổi như thế nào, rồi tới bạn thứ ba thì đi đẻ làm sao? Tới bạn thứ ba thì cũng như cũ, em nói là em vô coi em đẻ nha. Anh vô với em mà. Thì đó là cũng đã khác rồi đó. Đúng rồi. Cũng đã khác rồi đó. Xong rồi vô trong đó là em thấy là lúc mà kiểu lôi ra, lôi hơi bị khó rồi sao. Cái người em cứ hít lên như là xong em nói trời, sống như bị nghẹn trong người hay sao. Xong chồng nói trời ghê quá em ơi, em có sao không? Thôi anh hứa với em đây là lần cuối. Xong rồi hung lên chán như này. Cái em mới nói vợ biết thương tao hả? Xong rồi chồng em mới nói là không, anh thấy ghê quá à. Thôi có lẽ là đây là lần cuối, anh sẽ không để cho em đẻ đâu, lần này anh sẽ đi đặt vòng. Cái gì vậy cha, anh sẽ đi đặt vòng là sao? Ủa chứ sao vợ? Em mới đi đặt vòng, còn anh muốn đi triệt sản thì anh đi triệt sản đi. Thôi anh đi triệt sản đâu. Ok. Rồi xong rồi tới đó là lấy con của em ra, xong rồi da kề da nọ. Là lúc đó em cảm thấy là chồng em có cái có giống như là một cái năng lượng khiến cho mình cảm thấy là chồng mình cũng khá là trưởng thành.
được rồi. Và sau đó là những ngày tháng sau đi về là cũng có phụ em là chăm con, thức đêm chăm con, rồi cũng tắm cho con này kia. Uổng gái mà em, con gái nha, là con gái đó. Nè em nhìn thấy đâu có gì chìa ra đâu, là con gái mà. Xong rồi em cũng, trời con gái ơi, chết rồi con gái ơi. Xong rồi, mà thật ra em rất là thích con gái. Tới hồi em nói với mẹ em, mẹ ơi đứa này con gái nha. Trời gái nữa hả? Gái nữa. Thanh ơi, thế thì trong 5 năm hành trình mang bầu nè, sanh con nè, 5 năm em sanh 3 đứa. Dạ. Có cái giây phút nào mà em cảm thấy em mệt mỏi tới mức mà em muốn buông hết tất cả mọi cái không? Tại vì chị thấy rõ ràng trong hành trình của em á, nó cái sự đồng hành của Khánh nó rất là ít, và thậm chí là như em hay nói là vô tri á, thì em có bị stress vì cái việc đó hay không? Tại vì ba mẹ chăm nó là một chuyện, mẹ chồng chăm nó là một chuyện, nhưng bản thân người phụ nữ lúc nào cũng muốn có người đàn ông bên cạnh mình hết. Có bao giờ em cảm thấy em muốn từ bỏ hết mấy cái chuyện này không? Cũng có lúc chị, em nghĩ chứ. Em nghĩ lúc đó là mình gọi là tận cùng với sự bất lực luôn rồi. Lúc đó em đẻ xong là em cảm thấy mình sung sướng, là tại vì em đẻ xong là ba chồng qua nấu ăn cho em mỗi ngày. Mẹ chồng thì giữ bé đầu tiên, giúp việc thì giữ bé thứ hai. Bé thứ ba thì mẹ ruột của em là thường xuyên là thức đêm chung với em. Còn chồng em như ở một cái ốc đảo riêng á. Chồng em như một cái thế giới riêng. Tự nhiên cái sáng nào cũng đi làm tới chiều về xong rồi hả, bấm điện thoại, ăn cơm bấm điện thoại, xong rồi ngủ chung với đứa thứ hai. Xong rồi sáng ra lại tiếp tục cứ vậy. Xong rồi em lại cảm thấy sao tự nhiên em cảm thấy có mình. Xong em nghĩ là thôi kệ, mình con mình thì mình nuôi mình chăm thôi, có gì đâu. Xong em lại suy nghĩ tại sao lại vậy ta, mình cũng kiếm ra tiền. Mình cũng kiếm ra, mình tự lập, mình cũng tự lập, mình cũng tự chăm con. Bây giờ vai trò của chồng mình là gì? Đúng. Xong em lại suy nghĩ là không, chồng mình đã đồng hành với mình suốt những năm tháng vừa qua rồi, chồng mình cũng cần có cái sự nghiệp riêng. Chứ mỗi lần mà ai hỏi chồng em là em làm gì, xong chồng em kêu là em phụ vợ, cái cảm giác chồng em bị quê hay sao chị. Xong lại muốn chứng tỏ là mình có một cái sự nghiệp riêng. Cho nên lúc mà em mang bầu bé thứ ba, tự nhiên cái chồng em đòi khởi nghiệp. Và bỏ em ở nhà để đi ra tuốt ngoài Đà Nẵng, Quảng Nam rồi nọ, đi tìm hiểu nhập nguồn hàng này nọ. Start up đồ. Em ở nhà. Rồi em suy nghĩ thôi kệ, giờ mình ráng để thông cảm cho chồng thôi, chứ bây giờ mình cũng không thể ép một ai đó mà cứ đứng sau mình hoài được. Và lúc mà em đi, em nói với chồng em á là lần này em mang thai anh ít nhất phải dành ra 3 tháng cuối để mà anh dành thời gian cho em. Xong rồi nói, anh biết mà, xong cuối cùng cũng đi làm, đi qua chỗ làm, xong rồi vậy làm đi về. Suốt 3 tháng đó, xong cuối cùng dành cho em 3 ngày cuối cùng trước khi lên bạn đẻ nha. Rồi mới dành thời gian cho em. Rồi sau đó, lúc mà em ở trong bệnh viện, thì là chồng em ở lại đêm đầu tiên, còn 2 đêm sau là về nhà ngủ. Chỉ có em với mẹ của em ở trên bệnh viện thôi, thì cũng cảm thấy tủi thân. Nhưng mà khi mà em đề cập với chồng em á, thì chồng em nói rằng là em thông cảm đi, chứ bây giờ hả, anh không phụ em thì hôm nay em cứ một mình em kiếm tiền em lo cho mọi người vậy hoài. Hôm nay tới một lúc nào đó em cũng sẽ cần phải có một cái nguồn tài chính khác, chứ không thể nào mà cả hai chồng cứ phụ thuộc vô cái nghề của em bây giờ. Lỡ như em bệnh em nằm xuống thì sao, anh cũng phải có tiền để anh giúp em chứ. Thì em nghĩ là thôi kệ, mình cố gắng mình nhẫn nhịn qua khoảng thời gian này. Vậy thì cái sự nghiệp của bạn ấy bây giờ có thuận lợi không? Có đang ổn không? Hiện tại cũng khá là ổn, em thấy cũng khá ổn, nghĩa là nó tồn tại được lâu hơn những sự nghiệp trước đó của chồng em nha. Chồng em trước đó có khá là nhiều sự nghiệp, cũng start up cũng khá nhiều lần, nhưng mà đều gặp thất bại và quay trở về phụ em tiếp. Rồi đó là giống như là một cái hả, xoay tua cho chồng em biết trước kết quả rồi, nhưng mà em vẫn để cho chồng em làm đó, để làm xong tới bây giờ thì em thấy cái này là tồn tại lâu nhất thôi, chứ em cũng chưa biết là tương lai nó sẽ như thế nào, mà cũng hy vọng là có gì đó để cho chồng em đỡ phải cảm thấy tủi thân. Em chị cũng hy vọng nó ổn. Start riêng thì cũng tốt, nhưng mà không thì nó cũng không có là vấn đề quá lớn. Miễn làm sao mà hai vợ chồng có thể đồng hành được với nhau. Tại vì cũng có rất là nhiều những cái cặp đôi mà người chồng lui về phía sau để hỗ trợ cho vợ, từ nói chứ cái việc mà quản lý nó cũng khó lắm chứ bộ. Đó, đúng không? Em chỉ có, tức là nếu mà hai vợ chồng tiếp tục cái công việc mà làm nội dung thì em chỉ là cái người diễn xuất thôi, còn mọi cái từ setup chuẩn bị thì chồng em sẽ là người làm. Thì nó phân chia công việc rõ ràng, nó không phải là một cái người phụ vợ nữa, mà là một cái người quản lý, thì nó sẽ không có gây một cái ức chế cho chồng em, mà cũng không có gây một cái sự gọi là cảm thấy là sao có mình làm. Nhưng cái quan trọng nhất nó vẫn là cái sự chia sẻ được với nhau trong những cái hành trình làm mẹ làm cha của cả hai vợ chồng. Thì chị nghĩ là với cái tính cách của Thanh đó, thì chắc có lẽ là Thanh cũng chia sẻ cái điều này nhiều với Khánh rồi, đúng không? Hay là em phải tự chịu một mình thôi, và em tự bào chữa cho tất cả mọi việc đó? Dạ, em chia sẻ xong mà em thấy chồng mình vẫn muốn làm theo ý chồng mình. Là vẫn muốn, là anh vẫn muốn ra ngoài làm, chứ anh không muốn phụ em. Anh không muốn phụ em nhiều, tại vì
không lẽ sau này anh muốn mua gì cho ba mẹ anh phải xin tiền em. Anh chồng thì em đó. Nói như vậy xong em nói trời gì tới mức đó dữ vậy, thì giờ hai vợ chồng mới ra thiếu anh cần gì thì anh nói với em chứ sao lại vậy. Nhưng mà chồng em định nói là nhưng mà anh phải có sự nghiệp riêng của anh chứ không thể nào mà đi theo em mãi như vậy được. Và thế là em cảm thấy là thôi giờ nếu chồng mình quyết tâm vậy thì thôi coi như khoảng thời gian này chỉ có một mình chiến đấu, mình canh con cũng được. Xong em thấy chồng em cứ đi xuống vậy tới bây giờ thì đã gạt qua một bên cho nhân viên bên đó làm, mình quay trở về phụ em tí. Thực ra mọi sự nó đều ổn với một điều kiện là cái người đó họ phải thấy đó là cái điều tự nguyện và họ có giá trị. Điều này không có nghĩa là làm gọi là làm một cái thành viên trong ekip của Thanh là không có giá trị, nhưng vấn đề với Khánh đó không phải là giá trị mà bạn đó muốn. Dạ đúng rồi. Thành ra là bạn đó phải có một cái cơ ngơi riêng, phải có một cái đúng cơ đồ riêng. Thì người ta đã không muốn thì mình ép sao được bây giờ. Nhưng mà giống như Lan nói đó, thôi riêng cái gì cũng được, nhưng trong cái việc trưởng thành cùng các con thì phải có cái chung. Phải ở, tại vì em không thể nào làm thay vai trò của Khánh trong cái vị thế của người cha được, và ngược lại Khánh cũng không thể thay cho em ở vị thế người mẹ. Tuy nhiên thì chắc là chúng ta cũng sẽ phải tác động với nhau nhiều hơn nữa để cái chuyện này nó rõ ràng hơn. Nhiều khi cảm xúc trong em nó cũng rối bời lắm. Em thường xuyên hay nghĩ đến cái chuyện ly dị lắm chị, cũng như hồi xưa giờ lúc nào em ở với Khánh em luôn luôn suy nghĩ mà sẽ một ngày nào đó mình sẽ ly dị người này, không thể ở chung được, không biết tại sao giờ đẻ ba đứa con luôn rồi mà mọi thứ nó vẫn còn rất là rối rắm luôn. Vẫn rất là rối rắm luôn. Mà những con thì cứ ra đời đều đặn. Dạ đúng rồi, con thì vẫn ra đời đều đặn thì mọi thứ nó vẫn nó ậm ừ nó trôi qua mỗi ngày á, nhưng mà cảm giác như một cái bơm nổ chậm vậy chị. Chị đang hơi lo đó, đúng rồi. Dạ, em dùng từ bơm nổ chậm một là đúng. Cái bơm nổ chậm nhá, nếu như mà em cảm thấy em không chịu đựng được nữa thì nó sẽ bung ra, nó tan nát ra luôn. Và em cũng nghĩ rằng là thôi kệ, mình cứ làm tốt vai trò của mình cứ cố gắng lo cho gia đình, cố gắng lo cho con đi, chồng mình có hay không quan trọng. Đôi khi cũng thấy ủa thân tại sao mình không có thời gian nghỉ ngơi á, mà cũng không thể yêu cầu người khác sống theo ý mình được chị, hiểu không? Nên là giờ em nghĩ là mình cứ làm tốt vai trò, mình đối xử tốt nhất có thể với gia đình của mình, với chồng mình thôi. Chồng mình nếu mà cảm thấy là lui về phụ vợ được thì ok, còn nếu mà muốn ra ngoài làm hay gì cũng ok. Nhưng mà tại vì nó xảy ra trong cái lúc mà em đang mang bầu và em đẻ đứa thứ ba, mà tại sao chồng mình lại đi ra ngoài đâu để khởi nghiệp, sao không ở lại chăm sóc vợ mà rồi xong nhấn nhịn qua năm sau đó khởi nghiệp cũng được, mà cứ bắt buộc là phải làm bây giờ đó. Cho nên là vợ chồng em, mà dù sao chuyện nó cũng đã xảy ra rồi, nên là em chỉ biết là đón nhận nó và thông cảm nhất có thể để mà có thể làm tốt vai trò của mình thôi. Giờ tin mình bị trầm cảm chưa? Cũng có, nhưng mà lúc nào cũng vậy chị, em cũng suy nghĩ là mình may mắn hơn nhiều người rồi. Không đâu, Thanh, chị đang thấy Thanh không ổn đó. Thật sự là chị đang thấy em không ổn. Có thể nếu mà nói đúng ra thì em đang trầm cảm rất là nhiều luôn á, chứ không phải là nhẹ đâu. Ừ, tại vì em đang cố quá nhiều. Có những lúc mà em đang cho con bú cũng phải viết kịch bản, xong rồi con ngủ em tranh thủ xuống quay, đêm con ngủ 11-12 giờ em dựng clip. Em thấy mọi thứ nó dồn cho mình, mà con lại có chịu mình em, không chịu ai khác. Em thấy một khoảng thời gian này sẽ là khoảng thời gian khó khăn. Em nghĩ là trước sau thì nó cũng sẽ trôi qua lẹ thôi, con mình nó sẽ lớn nhanh mà. Chị nghĩ là em nếu được á, em nên dành thời gian ra để mà em nói chuyện với chị tôi nha. Thử để mà có cái cách giải quyết cho tâm lý của em. Tại vì thật sự, tại vì chị ngồi ở đây thì cũng nhiều số rồi, nên là chị cũng có thể có được cái kinh nghiệm trong cái việc mà tâm lý của các bà mẹ, đặc biệt là bà mẹ sau sanh. Em chỉ mới sanh 5 tháng thôi. Dạ. Nó đang không ổn đó Thanh ơi. Dạ. Thì em nghĩ là có thể do khoảng thời gian này mới sinh xong nên em nhạy cảm hơn, không chị? Bây giờ em mới chịu bộc lộ là bởi vì nó cũng bắt đầu gần đến cái giới hạn đó rồi, chứ không có nghĩa là tại vì em mới sinh đâu. Bởi vì vấn đề ngay từ trong tư duy của em nó đã là cái câu chuyện mà em không có cho phép mình được nghỉ ngơi. Và thậm chí chị tin rằng thỉnh thoảng Thanh vẫn có cái suy nghĩ này nè, đó là vì em cứ nghĩ rằng là mình may mắn hơn nhiều người khác, cho nên em còn không cho bản thân mình được rảnh luôn. Có nghĩa là thực tế có những cái khoảng thời gian mà em hoàn toàn có thể buông mọi thứ xuống, em nằm nghỉ ngơi hoặc là em không cần phải làm gì cả. Nhưng một cái sự giằng xé bên trong á, đôi khi em sẽ tự không cho phép bản thân mình là được hưởng thụ cái điều đó nữa. Vì những cái vấn đề về cơm áo gạo tiền, vì cái câu chuyện cô đơn của em trong cái cuộc hôn nhân của em, vì cả cái điều mà em cho rằng là mọi thứ mình đang có là mình may mắn, vậy thì mình không được quyền lười biếng với cái may mắn mà mình đang có. Và điều đó nó làm cho em bị kiệt sức. Sức thì nó có hạn em, dù cho em tư duy theo kiểu gì đi chăng nữa thì sức người ta là nó có hạn. Thậm chí em cũng không biết phải khóc làm sao. Đúng rồi đó, em đang tính ngay nói cả khóc em cũng không biết khóc luôn. Luôn tại em khóc nhiều rồi nên em nghĩ không giải quyết được gì nữa.
Mà em có biết cái lỗi đó có phải của em không? Em biết có phải là lỗi của em không? Bây giờ em yêu cầu quá nhiều hay không? À, em không sai, Khánh không sai. Nhưng mà ráp hai đứa lại trong một vài chuyện thì hai đứa sai. Bây giờ không thể đòi Khánh chịu hơn được, tại vì bạn đó đang tới đó thôi. Và em hiểu cái điều đó rất rõ luôn. Chính vì em hiểu điều đó cho nên là em vừa chợm lên một cái suy nghĩ là em cũng muốn trách cứ chồng mình, em cũng muốn làm bung bét mọi chuyện lên, em muốn thôi bây giờ rời khỏi cái cuộc hôn nhân này đi. Nhưng tại sao em không rời được? Bởi vì cuối cùng em lại vậy nè. Ừ thôi, chắc ổng cũng đã cố hết sức ổng rồi. Ổng cố tới đó là bởi vì cái sức ổng tới đó thôi, vì mình đòi hơn nữa cũng không có được. Rồi em lại cho mọi chuyện nó bình thường. Nhưng mà cái sức nặng em đang mang vác nó đâu có giảm đâu, nó vẫn vậy mà. Cho nên là đó là lý do tại sao ngay từ đầu chương trình á, khi mà gặp em là chị đã chia sẻ là cứ mỗi lần mà chị mở nội dung ra, chị làm tất cả những vấn đề thuộc về chuyên môn mà đụng tới cái từ trầm cảm cười là cái nhân vật đầu tiên chị nhớ tới, là chị nhớ tới Thanh. Thanh là rất giống chị nha. Mà một chút chị sẽ chia sẻ sau khi chúng ta ghi hình xong. Nó có những cái kinh nghiệm mà chị nghĩ là chị cần phải nói. Đúng. Với Thanh rất giống, Thanh rất giống em. Rồi thôi bây giờ chúng ta cũng phải quay trở lại với câu chuyện bỉm sữa. Sau 5 tháng rồi, với cái lịch công tác của chồng nó nhiều như vậy thì câu chuyện chăn gối nó có quay trở lại chưa em? Với lời tiên tri lẫn quẩn năm nữa. Sợ lắm chị ơi, sợ dính, sợ dính bầu thêm lần nữa. Nên là vẫn chưa. Nên là bây giờ đứa trên giường, đứa nằm dưới đất. Em với con thì nằm trên giường, chồng em nằm dưới đất. Đó, rồi hả? Giường như lâu quá không đụng tới nhau hay sao, hai đứa như hai đứa bạn rồi. Như là y như hai đứa bạn, không có cái đó cũng không sao. Mọi thứ nó cũng thật ra mình sanh ba đứa rồi mình cũng mệt. Đúng không? Rồi bây giờ thì em cũng đã làm MC của chương trình này rồi. Tới cái mục nào thì em biết không? Mục mẹ bỉm nhắn gửi cái em gì nè? Em nếu mà em muốn nhắn gửi thì em muốn nhắn gửi đến ba mẹ hai bên. Đầu tiên là con rất là cảm ơn ba mẹ hai bên đã luôn luôn là bên cạnh hỗ trợ và chăm sóc con. Nếu là ba chồng thì qua nấu ăn cho con mỗi ngày, mẹ chồng thì giữ một bé, mẹ ruột thì lúc nào cũng thức đêm thức hôm chăm cho con và chăm bé mỗi lần mà con bận. Cũng mong muốn gửi đến chồng là những cái khó khăn em trải qua, mong là anh có thể nhìn thấy được và trưởng thành hơn. Tại vì bây giờ cũng ba đứa con mà con nó đang lớn hơn từng ngày. Mà anh thì một khi anh đã tập trung với cái gì, anh tập trung quá mức giờ đó mà anh bỏ quên là mình vẫn còn con cái, còn vợ mình nữa. Thì em thấy là anh nên biết cách cân bằng mọi thứ lại, biết cách lắng nghe nhiều hơn. Tại vì thông thường hai đứa mà nói chuyện nhau thì sẽ không nói chuyện được quá lâu. Bên cạnh đó cũng muốn nhắn gửi đến những cái mẹ bỉm sữa là trong lúc mà mình trầm cảm thì cũng đừng nên gắng gượng quá giống như em. Thì sẽ có ngày giống như ngày hôm nay nè. Cũng có một số mẹ thấy em đẻ được nhiều xong cũng xin vía em. Em cũng mong là các mẹ nào mà có đang xem chương trình này mà đang hiếm con, muốn có con thì em sẽ nhảy vía cho mọi người. Mong mọi người sẽ sớm có cái thiên thần đáng yêu trong cái cuộc đời của mình. Tại vì con cái là cái động lực duy nhất khiến cho mình cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn lý do để mà mình cố gắng nhiều hơn. Em mong mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái buổi... cái số của em nghĩ nó sẽ vui dữ lắm. Mà không ngờ nó lại tới cái mức như vậy. Không, thật sự ra hôm nay chị làm chương trình làm cho em khóc nó cũng đã là một cái gọi là một cái điểm hay rồi đó. Tại vì em phải như vậy thì em mới xả ra được. Dạ. Chị nghĩ là vậy. Em không cần ám ảnh đâu. Em không cần ám ảnh về một Thanh Trần phải luôn vui và luôn nhiều năng lượng trên kênh của mình, trên cuộc sống của mình. Em sợ cứ lan tỏa năng lượng xấu. Vậy vấn đề là em phải đối diện với nó. Bằng cách nào để là mình đứng dậy lại được. Nó là quan trọng. Chị biết không, trước khi em tới đây em nghĩ là mình sẽ không có khiến cho cái số này nó buồn, nó tiêu cực hay là nó khiến cho những người khác nghe xong người ta buồn giùm mình hay gì đâu. Nhưng chị với em đã dùng kính chiếu yêu. Em nghĩ là tới đây sẽ mang một làn gió mới, một cái sự tích cực gì đó để cho các bà mẹ miễn sử khác người ta cảm thấy vui vẻ hơn trong cuộc sống, giống như cái cách em vẫn thường làm. Ví dụ trong nhà, trong cửa em có một chuyện gì buồn lên trên mạng em vẫn sẽ là vui, em sẽ luôn chuyện cái năng lực tích cực nhất có thể. Chị thật ra nè, chờ chốt một câu thôi ha, cho Thanh và cho các bạn khác nữa. Nhớ cái nguyên tắc này, đôi khi chúng ta muốn cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn á, mình phải biết đổ ra bớt. Đổ ra bớt thì nó mới nhẹ mà. Dạ.